Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 2022. Chúng ta tiếp tục tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 139. Những đức chia sẻ Phật pháp ưa kể câu chuyện nghịch duyên mà cái cô mà tu hành mà bị chồng trở ngại. Khi chúng ta coi câu chuyện đó, cái tự nhiên mình thấy rằng bản thân của mình gặp những sự trở ngại quá nhỏ bé. Chắc là người ta tu rất là giỏi nên sự trở ngại của người ta rất là nhiều. Còn mình tu còn dở quá nên quan gia trái chủ mà khảo đảo mình nó còn nhẹ. Thì phải nhớ rằng là trong những sự trắc trở khó khăn mà người tu đạo chúng ta dẫn hướng đến giải thoát, như vậy thì thật sự mới có tâm tu hành. Nếu như người tu hành mà gặp sự cố gì chút xíu là mình thối tâm thì mình không phải người tu hành. Nói tóm lại đời đạo gì cũng vậy, nó cũng đi từ chữ nhẫn mà thành công. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn, không nhẫn không thành tựu. Một con người rất dễ bị mất uy tín ngay cái chỗ chúng ta rất dễ thối tâm, đó là bị mất uy tín. Người ta tin tưởng mình nhất đó là dù sự khó khăn gì mình cũng quyết chí vượt qua, đó mới là tạo ra một cái uy tín cao độ. Nên mỗi người học Phật chúng ta phải nhận thức rằng là từ phàm phu mà muốn làm Phật thì cũng phải chịu những sự bào mòn không đơn giản. Biết rằng pháp môn niệm Phật này là dễ hơn các pháp khác, nhưng chúng ta muốn thành quả đặc biệt thì mình cũng phải trả một cái giá trên con đường tu mình chứ. Như những đức nói, mình trồng lúa thôi đơn giản mà cũng phải chịu cực từ ban đầu, ngâm hạt giống rồi chăm sóc từ ban đầu, rồi tưới tẩm phân bón đồ quá trời lo lắng, 3 tháng mới được thu hoạch. Như cái xài, cái bưởi hay là sầu riêng, những cây đó thời gian có được trái ăn rất là lâu, sự chăm bón 6-7 năm mới có được cái trái đó ăn. Còn bây giờ chúng ta tu hành muốn làm Phật mà nếu không có sự mài dũa rèn luyện gì hết thì làm sao làm Phật. Nên những đức thường nhắc đại chúng
Nhân Đức rất là biết ơn cái bà sư phụ Nhân Đức lúc ngoài đời đi học nghề nấu ăn. Có nghĩa là bà gầy la chửi mắng mình vô cùng, khó khăn vô cùng. Nhưng Đức được như ngày hôm nay một phần rất là lớn nhờ về mặt trái mà chính sư phụ đó rèn luyện. Trong cái khó khăn, trong cái trở ngại mà mình á vẫn quyết chí làm cho bằng được, đó là cách để tôi luyện một con người có tâm kiên cường, mạnh mẽ. Chính bà sư phụ Nhân Đức, bà chửi mắng Nhân Đức mà rèn Nhân Đức ra trở thành một con người quyết chí, mạnh mẽ. Đúng ra nghề thợ nấu Nhân Đức cũng không có thích, nhưng do chính bà chửi nhiều quá nên Nhân Đức nói bị chửi dữ quá, nếu mà không học được nghề nấu ăn thì cái công bị chửi của mình uổng. Nhân Đức thường kể rằng lúc bị chửi thì không sao, nhưng lúc bưng chén cơm lên ăn thấy tủi thân. Xa gia đình lúc 18 tuổi đi làm kiếm chén cơm ăn, ta lỡ đi lên thành phố mà đi với người bạn, gia đình bạn khá giả, đi lên thành phố chung hai anh em huynh đệ cũng tình bạn nghĩa khí đi chung, chứ còn bạn thì gia đình ta khá giả. Giống như tuổi trẻ mà muốn trải nghiệm thì bạn ở thành phố đâu tuần, gia đình bạn lên rước bạn về, bạn đi về. Còn Nhân Đức thì trong lòng mình nghĩ, ủa mình về làm gì, gia đình người ta có điều kiện, người ta về người ta còn có phương tiện điều kiện để sống ổn định, còn mình gia đình nghèo quá cũng làm thế làm mướn giác bao. Bây giờ mình về không lẽ cũng tiếp tục vậy nữa, thôi bạn cứ về đi, tôi ở thành phố. Lúc đó mới lên thành phố chưa phải đi học nghề nấu ăn, có một bạn nó làm ở quận 6 ngay cầu Hậu Giang, thắng mở, thắng mơ heo quý vị, vô làm kiếm cơm ăn, làm cực khổ vô cùng. Bằng đêm ta cho chỗ ngủ, dầu mỡ quá trời, thấy cái lò thắng mỡ heo, mỡ heo gì nó cũng ở đó, mình lóc mỡ ra, da qua một bên, mỡ một bên. Chứ nếu như da mà nó dính trong mỡ thì khi mình thắng mỡ nó nổ. Nên là làm nhiệt liệt cực lực vô cùng, chén cơm ăn xong người chú đến thấy làm không phát triển, mà cái nơi đó lại là cái nơi nhiều tệ nạn. Người chú đưa ra quận nhất giới thiệu vô cái quán ăn để mình làm, thì mình vô đó mình quan sát thấy những người bưng bê phục vụ tuy bằng đồ sạch sẽ nhưng thấy không được có cái thành quả đặc biệt bằng thợ nấu. Nên Như Đức chọn phụ bếp thì gặp ngay bà sư phụ gầy la chửi mắng quá trời. Mỗi lần ăn cơm nước mắt có thường nhiễu vào chén cơm. Mỗi lần nước mắt nhiễu vào chén cơm thì tự nói với mình phải cố gắng, quyết chí, cố gắng, quyết chí, cố gắng, quyết chí. Vậy mà trải qua thời gian 3 năm, 3 năm mấy,
thì bà thay đổi lại, bà thương mình. Đó là chỗ thấy rõ ràng. Một con người khi người ta rèn luyện mình mà mình chịu đựng được là người ta tin tưởng mình, thương mình. Một con người mà người ta chỉ cần nói đến mình là mình rất dễ bị kích động, buồn phiền, không vừa lòng, không vừa ý. Một con người như vậy thì mình nên xây dựng lại. Vì hành động một con người như vậy chúng ta cứ lang thang mãi, rất là khổ, không có định hướng gì. Nhưng Đức được bà sư phụ có chửi mà tạo cho mình một định hướng luôn. Có người khi làm cái gì làm cho tới cùng, có định hướng vô cùng. Nên mong rằng đại chúng trong chùa mình hay tất cả những người khắp nơi nghe những công đoạn này như là những lời tâm sự. Chúng ta nên gầy dựng chính mình, trở thành một con người có phương hướng chuẩn xác, cơ hội được gặp Phật pháp và cơ hội được gặp người hướng dẫn mình tu nhiệt tình hết lòng cùng tu phước tu duyên. Đây là cơ hội hi hữu khó gặp. Bao nhiêu người đi tu quý vị thấy rõ ràng, như người trong chùa mình để ý thấy nhiều người ngày chủ nhật đến chùa mình là những người tu, thì thấy họ cũng vô cùng khó khăn vất vả vì chén cơm manh áo. Chúng ta được vô ngôi tam bảo tu làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đây là việc tuyệt vời, phải nhận thức. Nên chúng ta sống với nhau có thời gian, nhưng mình có khi gặp một người vừa biết nhau khoảng thời gian ngắn thôi, mà có khi mình vì tình cảm với một người mà xem nhẹ đến với một người có thời gian 8-9 năm thì mình thất bại. Nên con người sống nó phải có sự cân bằng nặng nhẹ. Dù cỡ nào cũng có thời gian 8-9 năm chờ con người đến với con người, và biết nhau mười mấy 20 năm giữa con người đến với con người, nó vẫn là đặc biệt hơn là một con người mình vừa mới gặp. Chúng ta thường là ưa có cái bệnh gặp nhau, biết nhau, được sống bên nhau thì có khi lại thấy lờn, thấy không trân quý. Còn những người mình gặp nhau dở dở ương ương thì toàn là dùng những lời ngon tiếng ngọt đến với nhau, nên tự nhiên cái sự thu hút. Có khi mới biết nhau thời gian ngắn thôi còn trọng lượng hơn người biết nhau vài ba năm. Đó là sự thất bại của mỗi một con người, chúng ta thiếu góc độ. Nên những Đức nói rằng là người trong chùa mình phải có góc độ sâu sắc. Những Đức tự bình thường thôi, học tập Phật pháp và làm những việc này đều là sự trải nghiệm trong cái công việc, trong đoàn thể của đại chúng. Đại chúng muốn trưởng thành thì sự trải nghiệm trong chùa mình là cao độ nhất. Tại vì đông người, mỗi người mỗi ý mà. Sống trong hoàn cảnh đông người đó mà mình có thể hòa thượng sống được, đây là điều đặc biệt vô cùng. Nên mình càng ngày càng lớn, làm một việc gì ở trong cái cuộc đời này mình phải nhìn ra nó ý nghĩa. Những việc làm ý nghĩa và đến với một con người, theo một con người, nó phải có một phương hướng chuẩn xác. Phương hướng của mình không bao giờ bỏ cuộc. Từ khi mình hết duyên, người như vậy thì người có bản lãnh, người có sự tự tin về chính mình. Con người mà đối với mình còn mất lòng tin, vì làm được gì? Nên chúng ta phải có góc độ cho nó sâu sắc. Nên những Đức mong rằng đại chúng trong chùa mình phải nhận thức được con đường đi của mình, tuyệt vời. Nên những Đức làm việc trong ngôi tam bảo có nhiều cái những Đức nhận thức rất là sâu sắc. Thí dụ như bây giờ những Đức có một bài chia sẻ, vì sao có những người mà người ta đã từng ở trong chùa mình giống như thường trụ trong chùa, mà khi người ta đi rồi người ta trở lại, người ta cộng tu, thì hình như là những Đức
không có hoan hỷ họ nhiều gì mấy. Vì sao? Vì họ đã từng thường trụ trong ngôi Tam Bảo, hiểu hết rồi. Giờ lâu lâu đến ở cộng tu hoặc là ra ngoài thấy nhà ở vô đây tu, làm những điều đó thì cái người ở trong chùa tự nhiên họ thấy, ủa, ở thường trụ trong chùa giờ ra ngoài cũng thoải mái, lâu lâu vô tu rồi đi về rồi cũng thoải mái kìa. Mình thường những người vậy họ gặp những người trong chùa thì nếu cái tâm họ mà không đặc biệt thì họ ưa nói, bước ra thoải mái lắm. Dù sao cũng ưa nói câu gì, ít ai mà nói câu khổ vất vả vô cùng. Nếu họ nói được những câu khổ vất vả để động viên người ở trong chùa vì họ là người tuyệt vời, phước duyên họ sẽ tăng trưởng rất là lớn. Thêm cái nữa là người này trở về là hết duyên, hết phước. Người đã hết duyên, hết phước thì tự nhiên không có ở trong cái đoàn thể sống cùng như vậy. Nó có rất nhiều việc mà người này tự nhiên vô chùa người ta không nhận. Còn có những người đi rồi mà trở về người ta vẫn nhận. Đi rồi trở về vẫn nhận, vì sao? Nó không phải là vì tình thương, vì cá nhân, mà nó là do duyên phước người ta còn. Giống như Đức có ông huynh đệ, ông xuất gia hình như 3 lần, đi ra đi vô chùa 4-5 lần. Lần nào ông đi rồi ông vô lại Nhân Đức đều nhận hết. 4-5 lần sau thì có lần ông đi ra thì lâu lắm ông mới vô lại. Sau này ông vô, Nhân Đức nói với ông câu: đừng nên vô nữa, vì duyên phước hết rồi. Nếu như muốn vô đây ở tu nữa, cố gắng ở nhà niệm Phật đi, nghe pháp niệm Phật gầy dựng lại, duyên phước phát triển lại, vô đây tự nhiên sẽ được ở. Rất là rõ ràng, mình vừa gặp một con người mình thấy, ủa, có duyên, người ta có thể có duyên ở đây. Và khi người ta ở thì duyên của người ta gầy dựng, có được để ở đây hay không, đó là cả một vấn đề. Nên người đã được ở trong ngôi Tam Bảo, một hoàn cảnh bình yên gì, nên chân quý, nên chân quý. Nên Như Đức thường nhắc người trong chùa đi tu, Như Đức nói đã phát tâm đi vô ngôi Tam Bảo đi tu, có thời gian, mọi người ai cũng biết mình đi tu, đừng nói 2 chữ đi về. Tại vì sao? Thà bỏ mạng không bỏ đạo. Cỡ nào cũng cùng tu đạo, cỡ nào chúng ta cũng cùng tu phước tu duyên ở cuộc đời này, phải cố gắng. Nên có một con người mà từ khi còn nhỏ chưa từng khổ cực, chưa từng nếm mùi khổ đau khi bị gầy la chửi mắng, thì con người này về cái góc độ mà kiên nhẫn của họ kém. Nhân Đức là được sự rèn luyện 3-4 năm chờ. Ban đầu đi làm bị gầy la chửi mắng kinh khủng luôn, mà lương không có bao nhiêu, mà Nhân Đức vẫn ở được và làm một nơi 10 mấy năm chờ. Quý vị thấy một con người ta khổ cực từ khi còn nhỏ, có một cái tâm kiên nhẫn cực kỳ lớn. Và khi Nhân Đức quản chúng thì có góc độ nhìn nhận sâu sắc, nên chúng chùa mới ở yên. Nhân Đức đã trải nghiệm qua thời gian ngày xưa một ngôi chùa mơ, Nhân Đức mới đó, mình làm nó tùm lum hết. Cuối cùng sự cố xảy ra rất là khổ. Mình làm hết lòng mình, phải nghiêm túc đàng hoàng. Khi hết duyên thì thôi, có duyên thì mình cứ làm hoài, hiểu không? Như vậy thì mình sống rất là vui vẻ và tự tại. Nên Nhân Đức thường nhắc người trong chùa, Nhân Đức nói rằng người ta đã từng ở trong chùa, người ta tu, người ta đi ra ngoài, người ta đi làm đâu đó là chuyện của người ta. Mình ở trong ngôi Tam Bảo mình phải hiểu nguyên lý của nó. Còn nếu như mình ở trong ngôi Tam Bảo mà người ta ở từng ở trong chùa, mà người ta đi ra rồi mình lại kiếm việc giùm cho người ta làm, việc làm này quý vị nhìn thì thấy tốt, nhưng đối với ngôi Tam Bảo mình ở đây quý vị là không tốt.
nó lạ vậy đó. Thí dụ như một số nơi thì người ta không chuyên tu giải thoát gì chứ, người ta không có quy tắc gì chứ, người ta không tu nữa, người ta cứ giới thiệu người này đi làm này kia, à, tốt. Còn riêng chỗ mình đừng có nên làm điều đó. Mình làm điều đó là không tốt. Tại nơi mình là cái nơi chuyên tu, thêm nữa nó đi vào khuôn khép và một hoàn cảnh quá bình yên cho người ta, mình đừng nên tạo một cái mầm mống gì để cho người ta có con đường bước ra. Nên trong ngôi tam bảo mình những đức khuôn khép chúng là không có con đường bước ra. Nên thời gian lâu dài tự nhiên họ thấm với đạo, giống như ngầm ngắm. Nó thấm từ từ. Còn nếu như cái người mới tu quý vị nói ô tùy duyên, quý vị không biết nuôi cái huệ mạng cho người ta. Giống như ngoài đời do tùy duyên mà người ta dễ hư. Trong đạo cỡ nào cũng phải có sự khuôn khép, quy củ. Nơi vậy mình đến tu mới thích. Những đức là coi chúng là vui vẻ dễ rồi đấy. Nhưng mà có những cái như đức cực kỳ khó luôn. Mình muốn nó rõ ràng đâu vào đó. Việc gì ra việc nấy. Vậy thì cái người ở trong ngôi tam bảo mình họ có quy tắc quy củ. Nên nhớ. Nên cái việc mà người trong chùa mình mà dẫn dắt chỉ người khác đi làm chỗ này chỗ kia là những đức sẽ không bao giờ chấp nhận người này. Người này mà dính vô cái là chắc chắn phiền phức. Phiền phức vô cùng luôn. À. Nói câu phiền phức vì hiểu. Nên chúng ta trong ngôi tam bảo mình cứ chân thật lo việc trong ngôi tam bảo. Việc ngoài thế gian có khi mình không đụng vô được. Đừng nên tạo thêm cái phiền phức. Cứ lo trong ngôi tam bảo thật là tốt. Có tâm phục vụ chúng sanh. Phục vụ chúng sanh nó có rất nhiều phương pháp. Có khi mình qua trung gian để phục vụ chúng sanh. Có khi mình giúp người đó để phục vụ chúng sanh. Có khi mình lo lắng cho người đó để phục vụ chúng sanh. Mỗi người có nhân duyên. Bây giờ mình muốn phục vụ một số chúng sanh không có thể làm được. Nhưng người này có thể phục vụ chúng sanh quá nhiều. Mình lo cho người này, mình giúp đỡ người này, mình hỗ trợ người này là đang qua trung gian người này để phục vụ chúng sanh. Đúng không? Rõ ràng mà. Từ nơi đó tất cả việc gì trong tam bảo mình, những đức đều nêu lên chứ. Để cho người trong chùa hay hàng Phật tử đi đến chùa mình hiểu và biết chánh. Nó rất là rõ ràng. Nên người ta đang ở một nơi nào ta tu ta yên. Mình đến nơi của người ta mình nói này nói kia, cách này cách nọ, chỗ nào ngon, mình nói kiểu đó là mình ác. Người ta đang ở rất bình yên, cái nơi ngon vô cùng, mình hỏi họ sao họ không ở đi. Quý vị có được chỗ ngon vậy thì quý vị ở đó tu đi, là duyên của mình mà. Còn tôi ở đây, từ khi nơi đây nó không có tâm tu đạo, không có phương pháp tu, không hướng đến giải thoát, thì dù có buộc tôi lại tôi cũng mở dây tôi đi. Còn cái nơi mà hướng mình giải thoát, có phương pháp tu, lo lắng cuộc sống ổn định đầy đủ, sống mỗi ngày có phương hướng. Nơi này tôi phạm phải sai lầm đuổi tôi cũng nài nỉ nhất định phải ở. Không có gì cái ngã gì mà tôi đi. Con người mình khi ta nói với mình cái mà mình vẫn kiên nhẫn, biết xin lỗi, quyết tâm ở thì người ta càng quý trọng mình. Một lần như vậy mà vượt qua thì trưởng thành thêm một lần. Một con người mà ta vừa nói đến mình cái là mình muốn đi, người này mình mất uy tín, thiếu sự kiên nhẫn, mất uy tín. Cả đời con người mình đời đạo gì cũng lông bông thôi, nó không được có một kết quả gì. Tâm của mình lang thang, làm sao con người mình có thể đạt được thành quả quý vị? Phải nhớ. Nên mỗi một người nghe đạo chúng ta phải nhận thức. Có một công đoạn rất là hay để cho chúng ta nhận thức về pháp môn tịnh độ sâu sắc. Và pháp môn tịnh độ này nếu kiên nhẫn chân thật tu thì đây là điểm nương tựa tuyệt vời nhất. Chỉ có A Di Đà Phật mới có thể cứu độ bạn, nhiếp thọ bạn, bảo vệ và thành tựu cho bạn. Điều này chẳng phải đã rõ ràng lắm rồi sao?
sanh tử đại sự không ai có thể giúp mình, chỉ có thể nương nhờ A Di Đà Phật giúp ta vãng sanh thế giới cực lạc. Khi đã hiểu rõ điều này và đã lựa chọn rồi thì phải nhất tâm nhất ý, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thật sự là không còn con đường thứ hai nào khác cho chúng ta, không còn địa điểm thứ hai nào khác cho chúng ta nương về. Muôn ngàn lần hãy chân quý, trong lúc mắt ta còn sáng, chân ta còn bước đi được, tinh lực vẫn còn, thể lực đang khỏe mạnh, gấp rút đem hết thân tâm nương tựa vào A Di Đà Phật, khẩn cầu Phật thương xót, từ sáng đến tối tha thiết cầu nguyện với Ngài một cách liên tục, không bỏ phí một giây phút nào. Quý vị nghe những văn tự đơn giản, dễ nghe, dễ hiểu, cực kỳ hay. Như vậy thì mỗi ngày mình khuyên nhau niệm Phật, hướng về A Di Đà Phật là quá tuyệt vời. Làm những việc ý nghĩa vô cùng. Cuộc đời của người mình ngoài đời, bản thân mình lo cho mình không sống, cũng là cơm ăn áo bận, nhưng mang một cái thân giả tạm này mấy chục năm để rồi chết đi đọa lạc, phải là thiếu phước thiếu duyên quý vị. Mình có phước có duyên được trong ngôi Tam Bảo, nên vậy được khuyên tất cả những người hữu duyên, cuộc đời mình đã lo gia đình rồi, bây giờ quý vị bận tâm hoài cũng không xong chuyện. Tổ sư nói ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết nào xong. Chúng ta phải có một phương hướng chuẩn xác, vậy thì mình mới thành công được. Phải được sự rèn luyện ở trong ngôi Tam Bảo, phải được sự bảo hộ trong ngôi Tam Bảo, phải có điểm nương tựa để có thời gian tu lâu dài. Có những người ta mới vô chùa thôi, cái tâm quyết ta tu nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn, mà người ta cuối cùng ta đi ra khỏi chùa. Vì sao? Vì không có một chỗ nương tựa bình an. Ở cái cõi đời này quý vị phải có điểm nương tựa. Thí dụ như tất cả các cô trong chùa mình đi vô đi tu, phải rõ ràng các cô tuy là những đức hướng dẫn cái pháp tu, nhưng các cô nương tựa ở đây những đức lo, các cô cảm thấy bình an, nên các cô tu lâu dài được. Nếu như bây giờ trong chùa này các cô không có một điểm nương tựa nào, sao các cô tu đây? Đụng chuyện gì cái là mình rất dễ đi ra khỏi chùa, rất dễ ra khỏi đoàn thể. Nên cái ăn tình, tình cảm đối với một con người mà có tâm quyết nó cũng có lợi thế. Vì ăn tình, tình cảm với một người đó, mình phải lao theo với người đó, lâu ngày mình trở thành người trưởng thành luôn. Nó phải có thời gian. Giống như mình vừa biết đi chập chững thì có người dẫn dắt mình, chứ mình vừa biết đi mà tự chạy, tự đi sao được, hiểu không? Không được. Nên như đức đào tạo đại chúng trong chùa mình là họ quy về một điểm nương tựa, mình là do có tâm dẫn dắt họ để tu hành, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, có cái đầu kéo gì quá tuyệt vời. Chúng ta còn dòng do tâm quắc gì nữa. Nên mỗi một người trong chùa phải có góc độ cho cực kỳ xấu kìa. Bạn đồng tu, tu trong chùa họ đi đâu đi kệ họ, mình cứ kiên nhẫn, 2-3 năm sau họ gặp lại, mình vẫn luôn luôn phơ phớ vui vẻ, đây mới tuyệt vời. Thí dụ như bây giờ chị em, anh em đã từng tu, họ không tu trong chùa, mình ở đây 5-10 năm, họ có dịp quay về họ gặp mình vô cùng phơ phớ vui vẻ, cuộc sống vô cùng tự tại an lạc. Vậy thì ta nhìn nhận tư tưởng của người này đúng là quá cứng cỏi. 5-7 năm sau bạn lang thang, 5-7 năm sau tôi càng tiến tu, được ở trong ngôi Tam Bảo rèn luyện, có nhiều góc độ tiếp nhận giáo dục, tuyệt vời. Còn bạn 5-6 năm thì sạc đạo luôn, không còn cái cảm giác gì đạo. Đây mới là sự thiệt thòi cực kỳ lớn cho cuộc đời chúng ta. Nên mỗi một người học đạo phải có cái sự góc độ nhận thức về chữ nhẫn. Đã đi tu, gia đình mọi người ai cũng biết, đã tu cho tới cùng, cuộc đời của người phải như vậy thì mới gây dựng được chữ tín. Còn người ra khỏi chùa, duyên của họ đi tìm việc làm, đâu kể họ chứ. Tuyệt đối chúng ta không đụng vào, đụng vào là phiền phức, đụng vào rất phiền phức. Những đức biết được thì rất phiền phức.
Đó là những điều trong Gói Tam Bảo. Cái gì những đứa cũng thường nói, vừa nhắc tu vừa nhắc về cuộc sống nhân sinh rất rõ ràng. Nhưng mấy ngày nay làm việc cực lực, mấy anh em thấy không? Phải cái đầu kéo, quyết chí làm cho bằng được thế chứ. Công việc mà có thể làm một tháng mà làm 4 ngày xong, quý vị nghĩ như sao? Không đơn giản chút nào. Người trong chùa ai cũng là người có tâm quyết. Muốn đào tạo ra một người ở trong chùa sống trong đoàn thể mà tâm quyết cỡ này không đơn giản. Không chi là số lượng cực kỳ đông như vậy, mà làm việc cực lực, hết lòng, nhiệt tình. Họ hiểu được nguyên lý, gieo nhân thì gặt quả đó. Hiểu không? Đây là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên có một câu rất là hay nè: nếu như không trân quý pháp môn này, không nương tựa một cách vững chắc, khó mà tránh được sự sai lầm một cách hồ đồ. Suốt ngày từ sáng đến tối, sống qua lo qua ngày, chớp mắt là mấy năm qua mau, đến sau cùng bệnh tật dày vò tấm thân, nằm liệt trên giường, miệng muốn niệm Phật thì không ra tiếng nổi, muốn nghe theo tiếng Phật hiệu nghe không rõ. Lúc này hối hận thì đã muộn rồi, cơ hội đã vượt mắt rồi. Thấy không? Quý vị nuôi người già mà không góc độ thì nữa thua. Thấy chưa? Nằm trên giường bệnh, bây giờ miệng muốn niệm Phật niệm được, lỗ tai muốn nghe không được, đi tu trễ hết xíu quách mới vô chùa. Nhiều bà cụ đó quý vị nhìn đi, hôm nay chúng ta chờ tới ngày đó. Bây giờ một đoàn thể làm có ý nghĩa, sống có ý nghĩa vô cùng như vậy, không nhận thức thì đúng là con người này đúng là thiếu góc độ. Thiếu góc độ, quá thiếu góc độ. Có những người trong Ngôi Tam Bảo mình như Đức nói bao nhiêu lần, cuộc đời như Đức là tính bao nhiêu sự việc ngoài đời làm ăn không lên nổi nè. Vô chùa chỉ có niệm Phật ở trong Ngôi Tam Bảo, một phước duyên vô cùng lớn lao, làm việc lớn trong cuộc đời luôn, họ còn không nhận thức. Họ đi ra khỏi Ngôi Tam Bảo vì người này hết duyên hết phước, chúng ta đụng vô làm gì? Quý vị làm cái điều đó thiện rồi. Nếu điều đó mà thiện là như Đức làm trước quý vị, không để quý vị làm đâu. Nên trong Ngôi Tam Bảo mình phải có cái góc độ cho sâu. Góc độ cho sâu, chứ không phải là mình quen nhiều người chủ cả này kia, rồi cái người ta tu được cái mình giới thiệu cho người ta làm. Đây là quý vị tạo cái đầu mối phiền phức. Không phải là thông minh trí tuệ, mà là thiếu góc độ. Lúc mình đi tu người ta xem trọng, người ta quý mến mình. Nhưng lúc mình mà đi lỡ chỗ người ta làm, quý vị sẽ thấy cái cảnh người ta coi thường mình. Khi người ta gầy la mình, ngày xưa người ta A Di Đà Phật với mình, bây giờ mình đi làm cho người ta là chủ, mình là người làm công mà. Từ nơi đó con người đã đi tu và tâm quyết của cho mạnh. Chứ không ai nói tu được đi về hoặc đi làm đồ này đồ kia cho người thân, không phải đâu. Đối với Phật Pháp ta không còn cảm giác gì nữa. Đối với bản thân mình ta cũng mất lòng tin. Nên con người mình sống trong cuộc đời này, cái quan trọng là gây dựng lòng tin, chữ tín, nói lời chân thật. Phải sống gây dựng chữ tín. Mất chữ tín là mất tất cả, phải nhớ. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta nghe được Phật Pháp mỗi ngày, gây dựng tín tâm tín nguyện, niệm Phật cả đời không bỏ cuộc. Cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.